Tết là để sẻ chia la 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 la. Tết là để sẻ chia la 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 la. Mỗi khi hát bài này thì chị cảm thấy trong lòng rất là nôn nao, bởi vì ít bữa nữa thôi là đến Tết. Tết thì chị cảm thấy rất là vui bởi vì chị được mặc đồ mới này, được nhận bao lì xì và được ăn rất là nhiều món ngon. Nhắc tới Tết thì không thể thiếu các món ăn truyền thống như là bánh tét, bánh chưng. Tuy nhiên, các loại bánh đó thì chị đã làm rồi, cho nên năm nay chị sẽ làm một loại bánh đặc biệt, đó chính là bánh dày. Wow. Đây cũng là lần đầu tiên chị làm bánh dày luôn. Nhưng mà theo những nghiên cứu của chị thì bánh dày làm khá là đơn giản hơn, cho nên bây giờ chị sẽ bắt tay vào công tác chuẩn bị. Có hai loại bánh dày là bánh dày ngọt và bánh dày mặn. Dù là bánh dày nào đi chăng nữa thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là gạo nếp. Bây giờ thì chị sẽ đi ngâm gạo nếp để nấu sôi. Chị sẽ ngâm gạo qua đêm, sau đó để ráo thì mới được nấu thành sôi. Nhưng mà trước đó thì chị sẽ cho vào đây một ít muối để khi làm bánh, bánh được đậm đà hơn. Sau một đêm ngâm thì gạo đã nở ra như thế này. Bây giờ thì chị sẽ vo sạch, sau đó để ráo. Ở dưới cái nồi hấp này thì chị đã lót một cái khăn để gạo không bị lọt xuống dưới. Lúc này thì sôi cũng đã chín mềm, chị sẽ lấy ra và để nguội. Hôm qua thì chị và anh Tiểu Thúy đã chuẩn bị được một cái cối rất là to ở đây. Tiếp theo thì chị sẽ cho sôi vào để giã cho thật nhuyễn. Chắc hẳn là nhiều bạn thấy lạ lẫm với cái cối này đúng không nào? Nhưng mà với chị thì nó khá là quen thuộc, bởi vì hồi nhỏ chị đã thấy nó rất là nhiều luôn. Nguyên lý hoạt động của nó thì tương tự giống như một cái bập bênh vậy. Cái đầu này thì khá là nặng, giống như có một người ngồi. Chị chỉ cần lại chơi ở đầu kia nữa thôi là cái cối này có thể lên xuống rồi đấy. Giờ thì chị sẽ thả cái này ra cho các em xem. Đó. Như vậy thì vừa vui vừa giã được đúng không các em? Giã như thế này thì rất là nhẹ luôn, chỉ cần ấn chân thôi. Mới giã một tí xíu thôi mà chị đã thấy sôi nhuyễn nó như thế này rồi. Giã thêm một chút xíu nữa thì chắc chắn sẽ thành bột thôi. A few moments later. Hả? Buồn quá em ạ. Nó giã không cẩn thận mà bây giờ miếng xôi của chị đã bị văng ra ngoài. Nhưng mà không sao, may mà chị vẫn còn cơm nếp. Chị sẽ nhường lại phần giã cho anh Tiểu Thúi, còn chị chỉ ngồi đây và đảo thôi. Đồng thời cũng canh miếng bột không cho nó văng ra ngoài. Anh Tiểu Thúi có vẻ là khéo léo hơn chị đấy. Lúc này thì trông nó đã giống xôi chiên rồi, chị sẽ lấy ra một ít để chút xíu nữa làm xôi chiên. Wow, nó rất là nặng tay luôn và cũng rất dính. Nặng quá. Đó, các em thấy nó có kết dính hay không? Rất dính và dai. Còn chỗ này thì chị sẽ giã tiếp để chút xíu nữa làm bánh dày. Anh Tiểu Thúi nói rằng cái cục bánh dày của chị lúc này trông giống như kiểu là dỉ mũi vậy. Anh Tiểu Thúi đúng là vô duyên và mất vệ sinh. Bây giờ thì bột của chị khá là kết dính,
và tính kêu thì cũng rất là kỳ lạ luôn. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ dã miệt mài rã hết cả chân thì bây giờ chị đã được một cục slime siêu to khổng lồ. À quên, gọi là một cục slime nghe nó kỳ kỳ. Nhưng mà bây giờ thì nó rất là nặng. Chị sẽ lấy nó ra luôn. Và nó còn dính nữa chứ, cho nên là chị sẽ cho vào tay một ít dầu ăn. Chị không ngờ rằng nó lại nặng đến như vậy. Đối với phần xôi lúc nãy chị lấy ra làm xôi chiên thì bây giờ chị sẽ cho thêm vào một ít đường và tiếp tục giã. Với bánh dày mặn hay còn gọi là dày giòn thì rất là đơn giản, chỉ cần nặng tròn tròn là xong. Còn đối với bánh dày ngọt thì cần phải cho nhân vào nữa, cho nên chị sẽ làm bánh dày mặn trước. Lúc này thì miếng bột khá là dai, chị dùng kéo cắt cho nó tiện. Các em thấy đấy, những chiếc bánh dày của chị thì trông khá là xấu, cho nên chị đã mất kiên nhẫn thả bao tay ra làm tay không luôn rồi. Nhìn nó hơi hơi giống một cái bánh mochi, nhưng mà da của nó thì lại rất là sần sùi. Bánh mochi cũng được làm theo cách này đấy các em. Người ta nấu gạo lên thành xôi, sau đó cho vào giã. Nhưng mà người Nhật họ giã bánh mochi rất là mềm luôn. Chị nhìn thấy bánh dày của người ta làm đẹp lắm, thế mà chị làm xấu quá. Chắc là tại vì chị giã chưa được nhuyễn ấy mà. Nhưng mà giã gạo rất là mệt luôn. À, giã cơm rất là mệt, bởi vì nó rất là dính và rất là nặng. Năm trước thì chị làm bánh trưng hơi bị đẹp luôn, thế mà năm nay làm bánh dày lại không được thành công cho lắm. Thôi, chị chuyển qua làm bánh dày ngọt đây. Bánh dày ngọt thì được làm từ đậu xanh giã nhuyễn. Một phần được trộn đường để làm nhân, còn một phần còn lại không trộn đường thì dùng để làm áo. Sau khi cho nhân đậu xanh vào thì chị sẽ nhúng qua một lớp đậu xanh như thế này. Vậy là chị đã có một cái bánh trông xinh xắn hơn là bánh dày mặn một chút rồi đấy. Đối với xôi chiên thì chị sẽ nhào cho đến khi nào nó dính lại với nhau, sau đó bó nó lại là xong. Và khi nào ăn thì sẽ cắt ra và chiên. Hả? Hay, xôi chiên thì thất bại rồi đấy, cuộn mãi mà không dính vào với nhau. Thôi thì chị sẽ cho lên bếp và chiên luôn, khỏi cần cuộn gì cả. Trước khi chiên thì chị sẽ ăn thử bánh dày, không biết là có thành công hay không. Cái bánh dày ngọt này thì trông khá là giống với bánh ở ngoài chợ người ta bán, chỉ có điều nó xấu hơn thôi. Vỏ bánh y chang ở ngoài chợ luôn anh Tiểu Thúi. Nhân bánh thì ngọt và thơm. Thành công. Lần này thì chị không dám khẳng định rằng bánh của chị ngon hơn bánh của người khác làm, nhưng mà chị dám khẳng định chắc chắn rằng nó đúng vị thôi. Ngon thật. Vừa mới nói là không dám khẳng định là ngon hơn, nhưng mà khi ăn vào thì chị thấy nó đúng ngon thật. Đối với loại bánh dày này, do không có giò cho nên chị sẽ ăn nó với chả bông, hy vọng là sẽ ngon. Wow, ngon thật. Tuy là nó không được mịn lắm như kiểu bánh dày mà chị đã mua ở ngoài chợ, nhưng mà
Khi ăn vào thì chị cảm thấy đúng là cái mùi như vậy. Mùi của gạo nếp được giã nhuyễn, dẻo và dai. Khi mà chị cắn như thế này thì đâu có thấy hạt cơm lộn cộm đâu. Chỉ đến khi nào mà chúng ta bọc ra ở bên ngoài thì không được thấy nó mịn thôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên làm bánh dày của chị thấy nó khá là thành công. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai chị làm bánh dày nữa. Làm nó rất là cực khổ. Lần sau thì ra chợ mua luôn cho nó tiện. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như Kem cũng thấy chị hậu động thì hãy an ủi chị bằng một cái like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Kem ở những video sau.